một đỏ một xanh, nó có một cái còng như này, một cái nhân hai. Ủa bây giờ ví dụ mà giờ tôi uống bia vô cái thì tôi biết viên kế tiếp nó sẽ là cái gì, đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta có bốn viên máu, có bốn máu lần, cho nên là mình cứ bắn mình trước đi, bắn mình trước, nổ cũng được, nổ cũng được, đúng là mình chỉ bị mất có một máu thôi, mình chỉ bị mất có một máu thôi. Bây giờ trong cái súng chỉ còn một viên đạn xanh thôi, nó đâu xài tầm hay là nó đâu có xài, nó đâu có làm được chứ, nó bây giờ nó không làm được gì hết đó, thấy không? Bây giờ trước mắt là mình mất trước nó một máu. Rồi chúng ta đi test vận may nha mọi người, để coi thử coi là ngày hôm nay chúng ta có may hay không. Đâu, get go. Đâu để thử vận may coi ngày hôm nay nó làm sao. Lâu rồi không có chơi lại. Hôm nay nếu mà mình thua một lần là coi như mình gà nha. Rồi chúng ta sẽ lấy tên Hậu đi, đó là bạn tôi. Ví dụ mà tôi chết á, tôi chơi ngu á thì là Hậu nó ngu, đúng không? Rõ ràng. Hô hét tên tao lại đi hiếu ngu mặt cười. Kingo! Hai xanh một đỏ. Giờ mấy ông thử nghĩ đi. Nếu mà đã hai xanh một đỏ thì chắc chắn cái viên đầu tiên nó sẽ là viên gì? Nó sẽ là viên xanh, đúng không? Nhưng mà cái game này nó sẽ bị ngược. Cho nên là cái viên đầu tiên á nó sẽ là viên đỏ. Tin tôi không? Cái viên đầu tiên nó sẽ là đỏ. Tin không? Tin không? Bùm nó liền. Cái viên đầu tiên là viên xanh nha mọi người. Ủa, nó bị gì vậy? Cái con nó bị gì vậy? Rõ ràng, rõ ràng. Tới ngay cả chính bản thân của nó cũng sai nói chi mình. Rồi bây giờ mình bắn mình hay mình bắn nó gì cũng vậy hết trơn. Bắn đứa nào cũng vậy. Yếu, con này yếu. Ồ, con này yếu. Ba đỏ, hai xanh. Ê, tôi thắng nó luôn nè. Coi tôi thắng nó luôn nè. Ok, mày bắn đi, mày chọn đi, mày bắn thử coi. Mày bắn mày chưa? Ê, tôi bắn chứ. Tôi bắn tôi trước. Trong đó ba đỏ hai xanh, nhưng mà tôi linh cảm được cái viên này là viên màu xanh. Cứ tin tôi. Thấy chưa? Cái này nè, cái này nè. Cái này, cái bộ lão. Đây, cái đây nằm đây, cái bộ lão. Rồi, bây giờ cái viên kế tiếp thì chắc chắn là viên màu đỏ. Không thể nào viên màu xanh được. Trời, easy. Easy không? Easy không? Vậy là nay hên rồi. Vậy là hôm nay chúng ta rất là hên. Hậu chơi hay quá. Khen anh Hậu cái nè. Khen anh Hậu cái. Khen anh Hậu mọi người cái nè mọi người. Anh Hậu quá hay. Anh Hậu chơi hay quá. Rồi chúng ta sẽ được lấy phụ kiện đúng không? Cái bia này là chúng ta bỏ qua một lượt nè. Cái con dao này là nhân 2 đam nè. Một đỏ một xanh, nó có một cái còng như này, một cái nhân hai. Ủa bây giờ ví dụ mà giờ tôi uống bia vô cái thì tôi biết viên kế tiếp nó sẽ là cái gì, đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta có bốn viên máu, có bốn máu lần, cho nên là mình cứ bắn mình trước đi, bắn mình trước, nổ cũng được, nổ cũng được, đúng là mình chỉ bị mất có một máu thôi, mình chỉ bị mất có một máu thôi. Bây giờ trong cái súng chỉ còn một viên đạn xanh thôi, nó đâu xài tầm hay là nó đâu có xài, nó đâu có làm được chứ, nó bây giờ nó không làm được gì hết. Đó, thấy không? Bây giờ trước mắt là mình mất trước nó một máu. Bây giờ là hai đỏ, hai xanh. Hút thuốc nha, hút thuốc cho lên máu cái đi. Còng nó lại đi, còng nó lại một cái. Hút thuốc cái nè. Cho lên máu cái đi. Rồi, giờ phun máu lại. Giờ ở trong đó là hai đỏ, hai xanh đúng không? Bắn nó trước, tại vì tôi còng nó rồi mà. Đẩy rõ ràng. Mình bây giờ mình quay lại mình chơi cái trò này là giống như là mình là người chơi có kinh nghiệm rồi đó. Là bây giờ trong đó còn mấy viên? Còn 3 viên. Một đỏ, hai xanh, đúng không? Trong đó còn một đỏ, hai xanh thì cứ bắn nó thôi. Đỏ luôn đi. Ok, giờ còn một xanh, một đỏ. Giờ một xanh, một đỏ thì để coi nó xài cái gì. Rồi nó còng mình. Chết mẹ rồi. Ồ, hên quá, mất viên đỏ. Oh yeah. Mày cút. Trong cây súng hết đạn rồi. Hay chưa? Tôi nói tôi thắng nó luôn trong một lần mà. Hello bạn tỷ nha, có lô shop rồi. Hôm nay hên rồi đó ông già. Không. Hên thiệt. Ba đỏ, hai xanh đúng không mọi người? Cái này thắng được cái gì? Được tiền á, thắng được nguyên một cái vali tiền luôn.
Vậy thì tại sao mình không uống bia? Giờ văng ra Duyên cái màu xanh đi. Văng ra Duyên màu xanh đi. Xanh, xanh. Má, nó đỏ chứ. Cay thế nhờ. Có nào hai viên đỏ liên tiếp luôn không? Ok. Má, đen luôn. Vậy là bây giờ trong đó còn hai đỏ, một xanh. Hai đỏ, một xanh. Thì chắc chắn cái viên kế tiếp phải là viên đỏ. Chắc chắn là phải là viên đỏ rồi. Chắc chắn là đỏ. Cái tỷ lệ đỏ là tới 66.6% lần. Nice. Nó còn một máu, nó chỉ còn một máu thôi. Nó cút. Mày cút. Nó làm sao nó chơi lại được cái người đang hên nè mọi người. Làm sao nó chơi qua được người may mắn à. Nó lên máu, lên máu. Vậy viên cuối cùng là viên đỏ rồi. Nó lấy là mình được hai máu nhưng mà nó hết đồ chơi rồi. Nó lấy là được mình hai máu nhưng mà nó chơi nó hậu này, hậu chơi hay quá, này hậu chơi hay quá. Hay quá hậu ơi. Mày hả con? Ba đỏ hai xanh. Mày đét, mày cút. Giờ hút thuốc đi. Lên một máu. Rồi uống bia đi. Ba đỏ ba xanh đúng không? Văng viên gì ra? Văng viên đỏ ra. Không sao. Văng viên đỏ ra thì mình cũng đâu có nhầm nhò gì đâu. Bây giờ mình bắn nó thôi. Cho dù cái này là viên xanh đi chăng nữa cũng không sao. Ok. Thì trong đó vẫn còn hai đỏ hai xanh. Nó còng mình lại. Cái trường hợp đẹp nhất của nó thì nó cũng chỉ bắn nó được hai viên đỏ thì mình cũng đâu chết. Rồi giờ trong đó hai đỏ một xanh đó. Mày ngu, mày ngu. Bây giờ còn lại một xanh một đỏ, mình có thể thắng nó luôn ở round này nếu như mình chọn đúng. Mày bắn ngay. Hụt. Má nào. Nó vẫn bắn dính mình nữa ta. Xanh rồi. Rồi, đạn mới. Bị ơ kính lúp. Hay. Kính lúp là thắng rồi. Bốn đỏ hai xanh. Mày cút. Cút chắc. Chỉ có cút. Bây giờ mà tôi soi cái ra viên đỏ nè. Đỏ nè, đỏ, đỏ, đỏ. Mày đét, mày đi. Chỉ có đi thôi. Nhân 2 đam. Mình không nhân 2 đam mình cũng thắng rồi nữa. Thôi, thắng 2-0 chưa? 5 đỏ 2 xanh lận hả? Ờ vậy hả? Nhưng mà không sao, nó đét rồi. Anh Hậu win. Đời, một tràng pháo tay cho anh Hậu. Mình thắng nó 2 lần. Mình thắng nó 2-0 rồi đúng không? Bây giờ tới lần cuối. Không, cái lần này mới là lần quan trọng rồi mọi người. Hai lần trước thì chúng ta có thể thua, nhưng mà cái lần này là bắt buộc chúng ta phải thắng. Lần này bắt buộc phải thắng nè. Hello con Minh Trần, Minh Trần Sắc nha, có đâu shop chắc cốt vậy. Mình phải chơi chắc cú chứ, mình là người chơi. Hình như là tôi quay lại chơi cái trò này, lần này là lần thứ 3 rồi đó. Nên là kinh nghiệm rất là đầy mình. Kính lớp, kính lớp. Dao, còng. Sao không có bia ta? Thôi tôi thấy trong đây cái bia nó cũng, bia cũng ok lắm á. Giờ là hai xanh một đỏ. Xài kính lớp trước đi. Đỏ hay xanh? Là xanh hả? Đen vậy ta? Mấy giờ cái trường hợp tệ nhất. Ôi, thôi cầm nó lại đi mọi người. Chưa gì hết, mình xài muốn hết luôn rồi. Xanh, xanh, nice hơn. Xanh thì tốt hơn. Cứ lấy nó trước hai máu đi. Cái round này là chỉ có một mình xài chiêu, nó không được xài gì luôn á. Hello con cường riêu nha, có lâu sớm. Mình lụm luôn rồi đó.
lượm nó được 2 máu. Cầm thuốc, cầm 4 đỏ 4 xanh. Bây giờ mình chơi mình không xài đồ không? Mình chơi mình không xài đồ không? Mình chơi bằng trực giác. Mình chơi bằng trực giác nha. Không, mình đang xài đồ nha mọi người. Mình đang xài đồ. Chứ nó cho mình đồ mà không xài thì phí. Xài đồ đi. Giờ còn 3 đỏ, 2 xanh. Ủa giờ ở trong đó còn nhiêu viên tao quên luôn rồi. Đỏ luôn à. Giờ trong đó còn đỏ hay xanh. Nó cầm tôi lại rồi. Rồi xong. Như này là đỏ chắc chắn rồi. Ngu má mình ngu. Mình ngu. Mình có đồ mình không xài. Mình ga dẻ. Mày ga dẻ. Mày ra dẻ nữa đi. Cho mày cút. Rồi bị cầm nữa luôn hả? Gì nó cầm lâu dữ hả? Hết đạn rồi đúng không? Cho nó hết rồi đúng không? Cái gì vậy? Rốt cuộc là nó cầm tôi mấy rau vậy? Nó cầm quá trời là cầm luôn. Rồi dead luôn. Má cút luôn mà. Are you ready? Ok, mình đã sẵn sàng. Rồi má mình ra dẻ chi vậy trời. Mày ra dẻ không luôn đi tao. Mày cứ ra dẻ đi. Full luôn. Bây giờ tự nhiên như không có để nó gác trước mình luôn. 3 đỏ 2 xanh. Bây giờ mình uống máu nó cũng không có lên nữa. Nhưng mà mình còn 2 cái còng lận. Xanh đi, xanh đi làm ơn đi mà năn nỉ đó. Cho sửa ngu đi được không? Sao cứ vậy không á, 3 đỏ 2 xanh đi. Cho người ta sửa sai đi. Trời ơi, quá trời. Giờ trong đó còn 2 đỏ, 2 xanh. Sao cứ vậy không vậy ta? Má nó giờ trong đó còn 2 viên xanh, có sạp chó không? Ủa trong đó còn có viên xanh hả? Ờ mình đã xui rồi mà mình còn mất trí nhớ nữa. Sao mình chơi lại người ta nữa? Đã ngu rồi còn mất trí nhớ nữa. 4 đỏ 2 xanh. Ra viên xanh luôn kìa. Rồi giờ trong đó chỉ còn đỏ thôi. Ở sao này nó xài nhiều chiêu quá. Sao này nó xài nhiều kỹ năng quá. Nó chết luôn.
Vậy là rõ ràng là ngày hôm nay mình hên. Mình chơi sai. Nhưng mà thằng này nó ngu. Tuy là tôi chơi sai nhưng mà thằng này nó ngu nha má. Tiền về. Trời ơi, một túi đô la luôn. Rồi ok. À, hồi nãy có ra rẻ một lần á, nên là nó mém xíu nữa cút luôn game. Mém xíu nữa thua luôn á. I've been cold for so long. One time.